Sáng nay ngày 10 tháng 3 âm lịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các vua hùng đã có công dựng nước. Không chỉ vấn nạn sách giả, sách lậu, ngành xuất bản Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức và cả cơ hội dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là nội dung được phân tích ở mục chuyện trong ngày. Số lượng đơn trình báo công an liên quan tới lan đột biến đang gia tăng nhanh chóng. Cần có những cách thức quản lý mạnh mẽ, minh bạch từ cơ quan chức năng, tránh để bong bóng lan đột biến gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cách đây ít phút đã đọc thông điệp liên bang thứ 27 của nước Nga đương đại và là thông điệp liên bang thứ 17 của ông. Chúng tôi xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý vừa điểm qua, mời quý vị theo dõi những tin tức thời sự nổi bật trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm tri ân các vua hùng đã có công khai thiên lập quốc. Trong tiếng nhạc lễ, tiếng chiêng trống âm vang gợi nhớ về thuở xa xưa, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướn lộng lẫy khởi hành từ sân trung tâm lễ hội qua nghi môn, đền hạ, đền trung lên đền thượng. Đúng 6 giờ 30 phút, tại điện Kính Thiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ, các bộ ban ngành địa phương, trưởng đoàn các tỉnh tham gia góp giỗ đã vào thượng cung dâng hương, hoa lễ vật thành kính tri ân công đức các vị liệt tổ liệt tông đã có công khai thiên lập quốc, lập nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước bình yên, thịnh vượng, trường tồn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương, thành kính dâng hoa tại bức phủ điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đại đoàn quân tiên phong ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại ngã năm Đền Giếng. Lãng hoa mang dòng chữ, mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy. Lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tông, về nghĩa đồng bào để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo đã trường tồn hàng nghìn năm qua. Hôm nay, hàng ngàn người dân ở các tỉnh phía Nam đã đổ về khu tưởng niệm các vua hùng ở thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các vua hùng và các bậc tiền nhân. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu tưởng niệm đền tưởng niệm các vua hùng trong công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong một không khí trang nghiêm bằng những nghi thức trang trọng nhất, lễ cúng tổ vua hùng được bắt đầu bằng nghi thức dân tế. Và đây là nghi thức nhằm cầu cho quốc thái dân an, nhắc nhở con cháu về truyền thống dựng nước và giữ nước. Lễ dân cúng vua hùng luôn được xem là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong không khí thành kính linh thiêng ngày giỗ tổ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương lên các vua hùng. Sau đó, hàng ngàn người dân và du khách cũng đã đồng loạt dâng hương tưởng niệm với các nghi lễ truyền thống. Tôi cảm thấy rất là tự hào là công dân người Việt Nam là có những cái ngày truyền thống như thế này, và cũng hy vọng là tất cả người Việt Nam dù sống ở đâu cũng nhớ cái ngày giỗ tổ này để về viếng và xem đây là cái nôi của truyền thống Việt Nam. Mặc dù là Covid-19 nó diễn biến rất phức tạp, nhưng mà lòng yêu nước của người dân tộc Việt Nam bất cứ là coi như ở nơi nào cũng là hướng về là và giỗ tổ Hùng Vương, cho nên là chúng tôi thấy năm nay rất là đông vui và rất là trang trọng. Vâng, ngoài những ý nghĩa đó thì năm nay lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra khi tình hình dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, nên tại các điểm tham quan đền thờ đều bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn và luôn nhắc nhở người dân giữ những khoảng cách đảm bảo an toàn về cái phòng chống dịch. Và lực lượng chức năng cũng như là các bảo vệ cũng luôn dùng loa cầm tay để yêu cầu người dân đeo khẩu trang kể cả khi hành lễ và tham quan. Số lượng người đông nhưng mà tôi thấy là đảm bảo cái tình hình dịch bệnh, có nghĩa là ban tổ chức cũng đã cho rửa tay gì đó, vắc khuẩn, thì thấy nó cũng được, bản thân tôi cũng phải phòng ngừa.
Sau thời gian dài phải ở nhà phòng dịch, dịp lễ lớn năm nay, dự báo lượng khách đổ về các điểm tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Bên cạnh những hoạt động thường ngày, các khu du lịch, vui chơi trên địa bàn thành phố còn tăng cường thêm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật để phục vụ khách tham quan tốt hơn. Ước tính lượng khách trong dịp lễ này sẽ tăng gấp 2 đến 10 lần so với ngày thường, nên hầu hết các địa điểm tham quan, vui chơi đều tăng thêm thời gian phục vụ khách. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến lễ hội, hạn chế việc chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí là không còn cảnh trộm cắp, móc túi vặt ở lễ hội. Cùng với công tác tổ chức đảm bảo an ninh, những hình ảnh tại khu di tích Đền Hùng sáng nay đã cho thấy những tín hiệu tích cực về việc người dân đi lễ ngày càng văn minh và có ý thức hơn. Thời tiết nắng nóng nhưng không ngăn được dòng người hành hương về Đền Hùng trong ngày chính lễ. Càng về trưa, khách đến Đền Hùng càng đông hơn. Năm nay, dù ban tổ chức thông báo không tổ chức phần hội mà chỉ có phần lễ, nhưng người dân ở khắp mọi miền đất nước tìm về Đền Hùng để thắp một nén nhang tưởng nhớ tri ân các vua Hùng. Mình thì làm nghề du lịch, mình đi khá nhiều nơi trên mọi miền đất nước rồi. Nhưng mà mỗi lần về với Đền Hùng thì mình có cảm giác rất là kiểu về với nhà của mình, cảm giác rất là bâng khuâng và sao xuyến. Nhớ về cội nguồn của mình thì nên là mỗi một năm và ngày giỗ tổ hàng năm thì cả gia đình mình đều đến thắp hương để nhớ về cội nguồn. Giỗ tổ năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nguy cơ bùng phát, nên hầu hết người dân đã ý thức được việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cùng với đó, ban tổ chức cũng sắp xếp khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí ở nhiều địa điểm công cộng cho người dân dễ dàng sử dụng. Tôi thấy là ban tổ chức cũng có pháp gọi là tuyên truyền, em thấy là hầu như là khách đến là cũng đeo khẩu trang hết. Công tác tổ chức phân làn cho khách đến là rất là tốt. Mặc dù năm nay là không phần hội nên là cũng buồn đi nhiều hơn. Nhưng mà mọi người vẫn giữ gìn ý thức mà phòng chống dịch bệnh COVID nên là cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn đầy đủ. Khoảng 10 ngày trước khi diễn ra chính lễ, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 900 chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cũng như bảo đảm an toàn cho người dân đến tham quan khu di tích. Việc lắp đặt camera giám sát ở các địa điểm đông người, tăng cường quân số ở các điểm nóng giao thông đã làm hạn chế tối đa rủi ro cũng như tội phạm hoạt động ở lễ hội. Lực lượng công an cũng đã tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông rất là tốt. Kể cả đồng bào về dự giỗ tổ Hùng Vương năm nay cũng rất là có ý thức. Do vậy thì cái việc mà phát hiện những cái đối tượng tham gia tổ chức cướp giật cũng như là móc túi thì cho đến thời điểm này thì lực lượng công an không phát hiện thấy một cái đối tượng nào cũng như một người dân nào trình báo lên công an là có thể mất tài sản cũng như là liên quan đến tai nạn giao thông cũng là không có. Những năm gần đây, ý thức của người dân khi đến các lễ hội cũng đã được cải thiện rõ nét. Tình trạng chen lấn xô đẩy nhau cũng đã giảm bớt. Lễ hội vì vậy cũng văn minh, thành kính, trang nghiêm hơn. Để bày tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm mâm cơm ngày giỗ tổ, kính dâng lên các vua Hùng. Đây là việc làm vừa có ý nghĩa thực hành tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng Vương, vừa truyền dạy cho các thế hệ con cháu hiểu thêm về di sản văn hóa quý báu của người dân đất tổ. Nhiều năm nay, cứ vào ngày giỗ tổ, gia đình ông Nguyễn Kim Đức, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì lại sửa soạn một mâm cơm tươm tất dâng cúng tổ tiên và các vua Hùng. Mâm cơm không quá cầu kỳ, sang trọng, nhưng bao giờ cũng có món ăn truyền thống và quan trọng là sự thành tâm dâng lễ tri ân công đức các vua Hùng. Như mọi năm, thì gia đình chúng tôi làm mâm cơm tri ân các vua Hùng. Những món không thể thiếu được đó là bánh chưng, bánh dày và dưa hấu. Chu Hóa thì nó có những cái món đặc sản, ví dụ như là món gà rang kiệu, đấy là những cái món mà sở trường truyền thống của cha ông chúng tôi để lại. Theo truyền thống, mâm cơm dâng cúng vua tổ thường có bánh chưng, bánh dày và cơm tẻ. Món bánh chưng, bánh dày là hai sản vật thời kỳ Hùng Vương, tượng trưng cho trời, đất, sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Cơm tẻ cũng do vua Hùng dạy dân cấy lúa mà ra, là lương thực hàng ngày, nên khi trong mâm cỗ có nếp, có tẻ, cũng như có âm, có dương đầy đủ hòa hợp. Cỗ cúng Hùng Vương trước hết là phải có gạo, nó tiêu biểu cho thời Hùng Vương là một cái sản vật thời nay cũng vẫn quý, mà nhất là thời Hùng Vương rất đề cao cái nghề trồng lúa nước, nhắc nhở cho con người
về cái lịch sử mà chúng ta đang phải ôn lại, nhớ lấy để mà lưu giữ. Từ năm 2019, Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương đã vận động các gia đình trên địa bàn tỉnh có mâm cơm tri ân do gia đình tự chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc trong ngày 10 tháng 3 âm lịch. Từ đó đến nay, việc làm này ngày càng được mở rộng và được nhân dân hưởng ứng. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo, vận động bà con nhân dân làm bữa cơm tri ân các vua hùng. Bà con dân thì nhiệt tình ủng hộ và chúng tôi sẽ tiếp tục để vận động để đến mức đạt được 100% các hộ gia đình đều có bữa cơm tri ân trong cái dịp 10 tháng 3. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nhưng được nâng lên một tầm cao hơn, đó là tổ tiên chung của cả dân tộc Việt, đặc biệt là mang giá trị lòng yêu nước, thể hiện sự tôn trọng sùng bái công lao to lớn của các vua hùng. Việc khuyến khích các gia đình làm mâm cơm tri ân công đức các vua hùng đã phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Sáng nay, sau khi dâng hương tại khu di tích Đền Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm chính quyền và nhân dân xã Tứ Xá, huyện Lâm Thao. Đây là xã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới trong vòng 4 năm. Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất của xây dựng nông thôn mới là đưa thông tin và trí thức đến người dân trên tinh thần là khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh. Nông thôn mới không chỉ có đường, có cầu, có cổng chào, nhà xây, có chợ, mà cốt yếu nhất vẫn là khả năng làm kinh tế của người dân, để từ đó giải quyết việc làm thu nhập cho người dân. Nông thôn mới cần có hệ thống giáo dục tiên tiến, chất lượng, nhất là dịch vụ y tế tốt, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường sống ở nông thôn. Chủ tịch nước cũng lưu ý, nông thôn mới không chỉ có vấn đề đời sống vật chất của người dân, mà còn giữ gìn văn hóa của người Việt, văn hóa của tình làng, nghĩa xóm, thương yêu, giúp đỡ nhau, giữ gìn văn hóa phi vật thể trong làng xóm. Với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, 3 tháng đầu năm 2021, số ca bệnh tay chân miệng đã tăng gần gấp đôi so với trung bình cùng kỳ từ năm 2017 đến năm 2020. Đáng lưu ý, số ca bệnh nặng đang có khuynh hướng gia tăng và xuất hiện hầu hết ở các quận huyện của thành phố. Hiện nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2.500 ca tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 3 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 300 ca, tăng 2,2 lần so với trung bình tháng trước là 152 ca. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vài tuần trở lại đây, số lượng bệnh nhi nhập viện do mắc tay chân miệng không ngừng tăng. Tại khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện, tay chân miệng có 42 ca, trong đó có 3 ca độ 3 và 9 ca độ 2B. Các Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc tay chân miệng. Theo các chuyên gia, năm nay bệnh tay chân miệng cũng rơi đúng vào chu kỳ bệnh 5 và 10 năm. Nếu không phòng ngừa dịch tích cực thì dịch tay chân miệng có thể bùng phát, đặc biệt là thời điểm tháng 8 đến tháng 10 sắp tới. Hiện cả nước đã ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang, Long An và An Giang. Bộ Y tế cũng thông báo số ca mắc đang tăng cao tại các tỉnh thành phía Nam hiện nay là đáng báo động. Thưa quý vị, bỏ số tiền hàng chục tỷ đồng để đầu tư vào lan đột biến bằng hình thức mua lúa non, tức là đặt tiền từ khi lan còn chưa lên mầm. Thế nhưng sau nhiều tháng trời chăm sóc thì loại lan có trong tay lại không phải đột biến, mà chỉ là những loại thông thường, có bán thì cũng không dễ tìm được ai mua. Câu chuyện tưởng như đùa này đang đẩy một gia đình ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc rơi vào hoàn cảnh khốn khổ với những món nợ đang trở thành gánh nặng. Tức là đến bây giờ là mình đã thống kê chính xác là cái số tiền mình bị lừa là nhiều nhất là của Lê Bích Du với cái số tiền là 3 tỷ 369 triệu, bao gồm mình mua ở đấy là gồm bảo Bạch Tuyết và Hồng Yến Thủy. Thế còn mình mua của Nguyễn Thuận là với số tiền là 1 tỷ 460 triệu, thì có Hồng Minh Châu, Bạch Tuyết và Yến Thủy. Của Trần Văn Tuyến và Trần Văn Đạt ở Yên Thủy Hòa Bình thì mình mua là vào có Á Hậu, Bạch Tuyết và cũng vào Hồng Yên Thủy. Thế còn Đinh Văn Hiếu thì lừa mình một ký Bạch Tuyết, một ký Hồng Xòe và hai ký Hồng Á Hậu. Bước vào con đường kinh doanh lan đột biến với những hiểu biết mơ hồ, giao dịch số tiền lớn chỉ bằng niềm tin.
Hậu quả là cả gia tài hàng chục tỷ đồng đội nón ra đi. Đơn trình báo đã được gửi tới các cơ quan công an và thực hư câu chuyện đang được xác minh, làm rõ. Chúng tôi cũng xuống làm việc với sự liên quan đến việc anh đã mua bán lan hoặc là đã mua lan của ai hoặc là bán lan của ai thì chúng tôi cũng đang trong quá trình xác minh. Đây theo chúng tôi mà đi nắm tình hình và được anh sự cung cấp thì nó khoảng gần 10 tỷ. Như vậy cụ thể thì chúng tôi cũng sẽ là xác minh tiếp theo. Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào lan đột biến, hơn một nửa là đi vay với lãi suất theo ngày, lãi mẹ để lãi con đang tạo thành gánh nặng nợ nần. Chưa kể, áp lực khách hàng đòi bồi thường thiệt hại hàng tỷ đồng do lan bị xe hoa, tới lúc nhận ra mình đã tự đẩy mình vào một cuộc chơi đỏ đen, đầy rủi ro thì có vẻ mọi thứ đã quá muộn. Đầu tiên mình cũng rất là nín náu âm thầm để cố gắng, nhưng cái cố gắng của mình nó không thể tồn tại được bởi vì mình bị cái số lượng lừa là nó quá nhiều và không thể làm nào mà khắc phục hết được. Thì dẫn đến vỡ nợ thì chấp nhận là thôi, đằng nào mình cũng phải công khai sự thật lên, cho dù mình không lấy lại được tiền của những thằng lừa đảo thì cũng chỉ mong các cấp chính quyền bắt chúng nó phải chịu một hình phạt về tội lừa đảo đấy, để lấy lại cái uất ức cho mình. Khi nó vỡ ra rồi thì mọi người mới thấy được cái đằng sau của nó là mình ngu thôi. Không riêng một trường hợp ở tỉnh Vĩnh Phúc, theo ghi nhận của phóng viên VTC1 thì đơn trình báo công an liên quan tới lan đột biến đang tăng lên nhanh chóng ở khắp trong Nam ngoài Bắc. Trong khi đó thì có nhiều người dù biết mình là nạn nhân vẫn không dám lên tiếng tố cáo hoặc đang tìm cách để gỡ bớt thiệt hại cho mình, dù chờ được vạ thì má đã sưng. Lúc này nếu không có những cách thức quản lý mạnh mẽ cùng với thông tin minh bạch của các cơ quan chức năng, bong bóng lan đột biến có thể sẽ còn gây ra những hệ lụy hết sức nghiêm trọng. Tin nhắn của một nạn nhân gửi cho ông Nguyễn Văn Sự sau khi ông này làm đơn tố cáo các đối tượng lừa đảo lan đột biến. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn cung cấp thông tin cho phóng viên, thì người này lại không dám lên tiếng. Tất cả mọi cái hình thức kinh doanh nó đều có cái tức là đa chiều để nhìn theo hình thức gọi là đa cấp. Mình gọi là người ta gọi là đa cấp ấy. Thì nếu cái thời buổi này mà không làm ăn theo cái hình thức đấy thì mà để mà kiếm được tiền thì mình nghĩ là khó. Có ai bây giờ nghĩ đến chuyện là cấy lúa để làm rau ở đâu. Cho nên rất nhiều người mua phải cây sai, nhưng người ta cố nín náu để sửa sai. Từ cái sửa sai đấy lại dẫn đến sai lầm là nhiều người bị lừa tiếp. Và bọn lừa đảo khi nó lừa được sau một thời gian mà nó không thấy công an vào làm việc thì cũng là cái mà chúng nó rất là tự tin để nó tiếp tục đi lừa. Nam thanh niên này cũng là nạn nhân của một vụ giao dịch lan đột biến. Sau khi mất 700 triệu trong một lần đầu tư vào cây bạch tuyết giả, anh này đã phần nào hiểu được chiêu thức của những kẻ lừa đảo. Chiêu thức lừa đảo của đội chuyên đi gọi là lừa đảo bán lan đột biến thì là thường là người ta sẽ chọn những cái nhà, một là mặt đường, hai là trong ngõ. Nhưng mà để tiện giao dịch là người ta dựng khung, dựng dàn trong thời gian từ 5 đến 7 ngày. Xong bắt đầu treo lan giả, xong bắt đầu là đăng Facebook, tìm người chia sẻ rồi kêu gọi, xong bắt đầu bán lan. Khi họ đã kiếm được một số tiền nhất định thì là chỉ trong vòng từ 15 ngày đến 1 tháng là người ta sẽ chạy và chặn Facebook và bỏ cả số liên lạc. Xin được nhấn mạnh là cho tới giờ vẫn còn có nhiều tranh cãi khác nhau về giá trị thực của lan đột biến. Nhiều chuyên gia khẳng định việc đẩy giá lan lên hàng tỷ đồng trong 1cm chiều dài thân là không tưởng, vì trong điều kiện của Việt Nam, việc nhân giống là khá dễ dàng, hoàn toàn không hiếm có. Trong khi đó, những đồn thổi về loại mặt hàng này đã khiến cho tình trạng lừa đảo gia tăng. Đã có không ít trường hợp lừa đảo lan đột biến bị xử lý hình sự. Bất cứ những trường hợp nào sốt, tạo cơn sốt thì nó đều tiềm ẩn yếu tố lừa đảo trong hoạt động đó. Các cơn sốt này là đều do một nhóm người tạo ra kịch bản và sau khi đã chiếm đoạt khoản tiền lớn thì họ sẽ rút. Và khi ấy cơn sốt nó vỡ vào bóng thì khi ấy rất nhiều người là những người đầu tư không chuyên nghiệp, không có tiềm lực về tài chính, không có kiến thức về kinh doanh, không nắm chắc luật pháp và mất cảnh giác hoặc quá tham lam.
những clip quảng cáo giao dịch lan tiền tỷ vẫn được đẩy lên mạng xã hội. Không phải ai cũng xác thực được những giao dịch đó có hay không. Nhưng thực tế là các vườn lan vẫn đang mọc lên khắp nơi, mỗi ngày. Đồn thổi lợi nhuận từ lan đột biến vẫn đang kích thích ước vọng đổi đời của không ít người. Nhưng cũng không ít trường hợp sẽ tán ra bại sản một khi là nạn nhân của lừa đảo hoặc khi quả bong bóng vỡ tan. Thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2017, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp đầu tư xây dựng Trung tâm Phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Chiều nay 21 tháng 4, trung tâm đã được khánh thành và chính thức phát sóng tín hiệu. Chiêu Lầu Thi là một ngọn núi bốn mùa mây phủ, vừa là một địa điểm du lịch lý tưởng, vừa là nơi có tọa độ vàng rất phù hợp để lắp đặt hệ thống máy phát sóng quốc gia. Với lợi thế độ cao hơn 2.200 mét, cột anten tự đứng cao 65 mét, làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phủ sóng khoảng 13.000 km2, tiếp cận được khoảng 2,1 triệu đồng bào ở các khu vực của tỉnh Hà Giang và một phần tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Đây cũng là trung tâm phát sóng có độ cao nhất hiện nay trên cả nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đối với bà con vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, thì cái sóng phát thanh vẫn có một cái giá trị. Bởi vì là ở cái nơi mà những cái loại hình khác rất khó đến, thì sóng phát thanh vẫn đến được. Và như người bạn tâm tình ở bên cạnh họ, họ đi làm họ có thể mang một cái radio, họ treo ở trên cây họ nghe. Buổi tối bên bếp lửa họ nghe. Cho nên là cái bà con cả dân tộc ở đây như là người Dao này, người Mông này, người Tây Nùng ở đây ấy, là có thể nghe được cái tiếng của dân tộc mình ở trên sóng của Đài Quốc gia. Rất tốt. Đến thời điểm này, Trung tâm Phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi đã hoàn thành 100% các hạng mục đầu tư và đã đưa vào vận hành phát sóng. Trung tâm sẽ phát các kênh sóng, kênh thời sự VOV1, kênh văn hóa xã hội VOV2 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 với 3 thứ tiếng dân tộc thiểu số là tiếng Mông, tiếng Dao và tiếng Tày Nùng, phát cùng với các chương trình tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với vùng phát sóng rộng và sự đa dạng về nội dung, các chương trình như vậy sẽ giúp việc tuyên truyền chủ trương chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước và các kiến thức khoa học xã hội đến với bà con vùng sâu, vùng xa ở khu vực miền núi phía Bắc dễ dàng hơn. Nó phủ sóng cho các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và Trung Du, chứ không phải riêng cho tỉnh Hà Giang. Đấy, thì bởi vì nó ở trên cái độ cao 2.200 mét, đấy, thì cái tần suất và cái lượng phủ sóng và đặc biệt là phục vụ gần như cho các đồng bào các dân tộc biên giới Hà Giang, Lào Cai cũng có thể đến sang đến Lai Châu, đấy, cũng như là ở các cái tỉnh dưới này. Đặc biệt là cái chương trình phát sóng tiếng dân tộc, trong đó cái tiếng phát dân tộc thì có cái tiếng phát thanh tiếng nước ngoài là tiếng Trung Hoa. Đến nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phủ sóng được hơn 90% diện tích cả nước, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến với đồng bào trong và ngoài nước, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo thân yêu. 3 giờ sáng ngày 21 tháng 4, những cung đường ngập sắc xanh, đủ màu hoa ở khu đô thị Eco Park đã nhộn nhịp bởi hàng nghìn runner tham gia giải chạy Eco Park Marathon. Với chủ đề chạy giữa thiên nhiên, Eco Park Marathon năm nay được tổ chức đúng dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Giải được diễn ra với đầy đủ 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km xuyên qua đại ngàn cây xanh, mặt hồ lộng gió và những thảm hoa rực rỡ trong khu đô thị Eco Park. Với cung đường bao toàn bộ khu đô thị, Eco Park Marathon là giải chạy được các vận động viên nhận xét là đường chạy road đẹp nhất Việt Nam. Với các cung đường chạy qua những thảm hoa nhiều màu sắc rực rỡ hay dưới những tán cây xanh đang vào mùa thay lá đẹp tuyệt chưa từng thấy trong các giải chạy khác tại Việt Nam. Không khói bụi tàu xe, không dòng người chen chúc. Đầu tiên mình ấn tượng là cái chạy giữa thiên nhiên và đây là thực sự là không gian xanh. Mình thấy rằng đây là một điều rất là tốt cho mọi người tham gia giải chạy lần này. Với cộng đồng Eco Park cũng như là những người yêu mến Eco Park thì với môi trường rất là xanh, đẹp, hồ nước, cây xanh rất là nhiều như vậy thì cái thông điệp Run Clean và Run Green nó đã ăn sâu vào cộng đồng ở đây cũng như là những người từ khắp nơi.
Năm nay, đường chạy EcoPark được tổ chức dưới dạng City Train với nhiều loại mặt đường và xuyên qua nhiều loại địa hình khác nhau, từ đường nhựa nội khu đô thị và liên tỉnh, đường lát đá ven hồ, đồi cỏ, đường qua sân golf, qua vườn hoa. Có rất nhiều cung đường rất là khác biệt, như cung đường của EcoPark rất là tuyệt vời. Đặc biệt là xung quanh của khu thì luôn luôn có cây xanh làm cho mỗi một thành viên cảm nhận được hòa mình vào thiên nhiên. Đó là điều rất tuyệt vời EcoPark đã mang lại tới giải đấu năm nay. Được tổ chức lần đầu năm 2018, EcoPark Marathon là giải chạy phi lợi nhuận dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em cho tới những chân chạy chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, những người sáng lập EcoPark Marathon mong muốn sẽ đóng góp, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao của người dân Việt Nam, cùng chung sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những quốc gia lười vận động nhất thế giới. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức thời sự trong nước tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một nội dung thời sự nổi bật ở mục chuyện trong ngày. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyện trong ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 luôn là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách. Suốt 8 năm qua, kể từ khi sự kiện Ngày sách lần đầu tiên được tổ chức, chúng ta đã được chứng kiến những sự chuyển biến tích cực của ngành xuất bản. Trong đó không thể không kể đến các tọa đàm, sự kiện, những cuộc ra mắt sách,
hướng tới việc tôn vinh người đọc cũng như là những người làm sách. Với lễ khai mạc lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm nay tiếp tục mở ra nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra xuyên suốt từ nay tới hết ngày 25 tháng 4 năm 2021. Được coi là mô hình đường sách thành công nhất cả nước cho tới thời điểm hiện tại, sự ra đời của đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã và đang không chỉ tạo nên một không gian văn hóa đọc vô cùng lý tưởng, mà trong suốt 5 năm vừa qua kể từ khi được hình thành, đường sách này đã thực sự tạo nên những con số biết nói. Với hơn 11,5 triệu lượt khách, 181 tỷ đồng doanh thu, hơn 3,5 triệu bản sách được bán ra cùng 1.200 sự kiện lớn nhỏ được tổ chức. Theo đó, dù trong năm qua, xuất bản cũng là ngành bị chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, nhưng tổng doanh thu của lĩnh vực này vẫn đạt 101.110 tỷ đồng, riêng phát hành đạt 3.700 tỷ đồng, cùng hơn 330 triệu bản sách được bán ra. Với chất lượng nội dung đều có nhiều chuyển biến tích cực, kéo theo đó là sự nhanh nhạy, biết biến nguy thành cơ của nhiều đơn vị xuất bản. Tất cả đã và đang giúp cho diện mạo của ngành trở nên tươi sáng hơn. Bên cạnh đó là củng cố thêm niềm tin rằng Việt Nam sẽ sớm có một cộng đồng đọc tiến bộ, văn minh và ngày càng lớn mạnh trong tương lai. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Dù có nhiều chuyển biến tích cực cả về doanh thu lẫn chất lượng và số lượng, nhưng ngành xuất bản vẫn đang phải đứng trước sự đe dọa của nạn xâm hại bản quyền ngày càng báo động. Thực tế thì câu chuyện liên quan tới bản quyền này từng được đặt ra từ năm 2004. Khi đó Việt Nam chúng ta cũng đã sớm có một khảo sát và được biết ở Đông Nam Á có hai quốc gia đang đứng trước tình trạng xâm phạm bản quyền khá nghiêm trọng. Đó chính là Việt Nam và Philippines. Đang nói, dù đã sớm biết nhưng theo thời gian, tình trạng xâm phạm bản quyền không những không giảm đi mà đang có chiều hướng tăng lên ở nhiều nước. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên do của vấn đề này chính là do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là thương mại điện tử. Tủ sách Tinh Hoa, kho sách Việt, mọt sách Hà Nội, kho tàng tri thức. Đây đều là những trang fanpage có hàng ngàn lượt theo dõi trên Facebook. Sử dụng hình ảnh sách thật, nhưng thực chất là treo đầu dê, bán thịt chó. Những cuốn sách trên này hầu hết đều là giả, được rao bán với mức giá thấp kỷ lục nên rất dễ đánh lừa người mua. Tới mà nói là một cuốn sách á, tốn rất nhiều công đoạn, trên dưới đâu đó 9-10 công đoạn. Những người im lặng rất thoải mái, họ chỉ việc đơn giản là họ chỉ lên mạng để xem thử ngày hôm nay á, cái cuốn sách nào là cuốn sách hot nhất. Để từ đó người ta chọn ra cái cuốn sách đó rồi người ta làm giả. Người ta chỉ mất cái công in cuốn sách đó thôi. Một vốn người ta có đạt được 9-10 lời chứ không phải là 4 lời nữa. Cái thiệt hại mà trong vòng 20 năm qua của phân lưu chi Việt ấy, thì nó lên tới là khoảng hàng trăm tỷ. Hầu hết tất cả những cái vụ in lậu đó, làm cái giả đó đều ở Hà Nội. Và rồi chúng tôi mới bắt được một cái kho sách lậu 15 tấn ở ngay đường Láng. Mà nơi đó chính là cái nơi phát hành trên Lazada và trên các fanpage bán sách giả. Nỗi đau xót đó không phải là tiền. Đó là khi là sự động, là sự bất công của xã hội. Và phải lên tiếng và phải làm tới cùng. Được biết, trong quý 1 năm 2020, First New Trí Việt đã phát hiện có đến hàng chục fanpage chuyên tiêu thụ sách giả. Trước đó, trong năm 2020, đơn vị này cũng từng mạnh mẽ khởi kiện và đưa ra những bằng chứng pháp lý về việc kinh doanh tiêu thụ sách giả của những sàn thương mại điện tử lớn như là Lazada. Thực tế, không phải đơn vị xuất bản nào cũng quyết đi đến cùng của sự thật như First New. Nhiều đơn vị và đặc biệt là những tác giả đơn lẻ, nhiều năm nay họ vẫn chỉ biết ngán ngẩm cười trừ khi nhắc đến vấn nạn này. Đương nhiên Phi Vân rất là đau lòng. Bản thân Phi Vân cũng có rất là nhiều tác phẩm mà bị sách giả, sách nhái vân vân trên các cái nền tảng mà nó cũng chính thống nữa. Nên sự đau lòng này đương nhiên là có. Trước đây thì nó phạm vi nó nhỏ hẹp. Ví dụ như là sách giả được in ra và bán trên đường phố hoặc là bán dưới lòng lề đường vân vân. Nhưng bây giờ sách giả còn bán cả trên không gian mạng rộng rãi hơn và càng gây thiệt hại hơn cho cái giới xuất bản chúng ta. Trong một thế giới mà có quá nhiều sách giả và sách ảo thì đọc sách thật rất là quan trọng. Có một đơn vị làm sách nói rằng là đọc sách giả là giết chết sách thật. Nhưng mà đối với sách hay chúng tôi thì nói khác đi một chút. Tức là chúng tôi khuyến đọc sách thật là cái cách tốt nhất để giết chết sách giả. Nếu chỉ trông chờ vào ý thức tự giác của mỗi người là chưa đủ, bởi không chỉ người mua bị lừa mà sách giả cũng đang có dấu hiệu giết chết sách thật.
Chưa kể, những tiếng kêu cứu như của những đơn vị xuất bản như First News hay của nhiều tác giả Việt ngoài kia chắc hẳn sẽ trở nên yếu ớt hơn nếu không có sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng. Không gian là ảo nhưng vi phạm thì là thật. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, vấn đề chống xâm phạm bản quyền mà cụ thể ở đây là bản quyền sách đang thực sự trở thành một bài toán nan giải đối với các cơ quan quản lý. Thế nhưng không chỉ có câu chuyện sách giả, sách lậu vốn đã tồn tại hàng chục năm qua. Ngành xuất bản Việt Nam hiện đang phải đối mặt với hàng loạt nguy và cơ khi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn đang diễn ra với một tốc độ nhanh chóng và tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Vậy trong năm 2021 này, cơ hội và thách thức đặt ra cho ngành là gì? Nhân ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành để cùng nhau trao đổi về vấn đề này. Kính chào ông, chúng ta đang ở giữa những ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và ngày bản quyền thế giới. Rõ ràng là những sự kiện vui, thế nhưng mà với những người làm công tác xuất bản, đặc biệt là đơn vị quản lý như ông, thì sẽ càng thêm những băn khoăn chăn trở như thế nào ạ? Chăn trở thì nhiều chứ. Chúng tôi chăn trở từ câu chuyện là chất lượng sách. Chúng tôi chăn trở về số lượng là các bạn đọc đến tiếp cận với sách. Chúng tôi chăn trở về doanh thu, về sự phát triển của từng đơn vị xuất bản. Và chúng tôi cũng chăn trở về những câu chuyện hành lang pháp lý và những cái điều kiện để cho ngành xuất bản thực sự phát triển. Nhưng có lẽ là một trong những cái điều mà chúng tôi đang nỗ lực để làm để giải đáp những chăn trở đó. Một là hiện nay thì Bộ Thông tin Thông đang giao cho Cục Xuất bản làm chủ trì để xây dựng một trong những nội dung rất quan trọng, đó là xây dựng chương trình sách quốc gia. Tôi nghĩ rằng chương trình sách quốc gia sẽ là một trong những phần giải đáp những chăn trở này. Cái thứ hai là thời gian tới từ nay cho đến năm 2022 thì chúng tôi đang triển khai cái việc là tiến tới sửa đổi luật xuất bản. Và cũng sẽ tạo ra một số cái điểm bứt phá để giúp cho việc là xuất bản nói chung, đặc biệt xuất bản điện tử có được phát triển mạnh mẽ hơn. Trong những khó khăn vừa nêu thì rõ ràng là không thể không nhắc tới câu chuyện về bản quyền. Đây vẫn là một câu chuyện chưa có hồi kết và là một cuộc chiến cam go như thế nào đối với những cái đơn vị quản lý ạ? Đối với chúng tôi cho rằng là vẫn phải bắt đầu từ câu chuyện là thay đổi nhận thức. Đầu tiên là các bạn cần phải tuyên truyền và tuyên truyền mạnh tới mức để cho các bạn thấy rằng là câu chuyện bảo vệ bản quyền phải thay đổi thói quen ngay từ khi còn nhỏ. Từ trong môi trường nhà trường phải có ý thức bảo vệ bản quyền thì chúng ta mới có hy vọng được. Còn bên cạnh đó thì tất nhiên là hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt là chế tài, chúng ta phải xử lý nghiêm. Vừa rồi thì Bộ cũng đã hoàn thiện được cái nghị định 19 là xử lý vi phạm trong báo chí và xuất bản, trong đó cũng rất là mạnh đến vấn đề bản quyền. Thời gian tới thì Bộ Thông tin Thông tiếp tục chỉnh sửa cái nghị định này để tích hợp thêm một số nội dung, trong đó đặc biệt là đấu tranh chống lại cái nạn in lậu, sao chép lậu và vi phạm bản quyền. Nhưng xin đến cùng thì chúng tôi vẫn cho rằng câu chuyện quan trọng nhất và căn cơ nhất vẫn là câu chuyện làm thế nào để là thay đổi nhận thức. Vâng, còn câu chuyện về chuyển đổi số, đây vẫn là một cái thách thức lớn như thế nào theo nhận định của ông ạ? Có ba cái khó đầu tiên, đó là thói quen nhận thức của cả bạn đọc lẫn người làm sách. Họ không chưa thay đổi thói quen, thị trường còn đó, nhận thức còn đó thì họ vẫn chưa thay đổi. Và tôi tin rằng là cái điều này thì rất dễ thôi, do cái áp lực của từ cái việc văn hóa nghe nhìn, từ cái phát triển mạng thì tất nhiên thói quen không sớm thì muộn cũng sẽ thay đổi. Và để tiếp cận được cái sự thay đổi đó thì các đơn vị nhà sách thì cần phải thay đổi chính nhận thức của mình, phải chủ động tiếp cận thị trường, ai lùi lại thì người đó sẽ không có điều kiện để phát triển. Cái thứ hai rõ ràng và quan trọng cực kỳ đó là vấn đề phải hoàn thiện các thể chế, chính sách dành cho sự phát triển của lĩnh vực này. Vừa rồi thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã đầu tư để phát triển cái Book 365 là một gợi mở để các đơn vị thấy rằng là cần cái sự gắn kết giữa cái câu chuyện là chuyển đổi số với câu chuyện là sự phát triển của hoạt động xuất bản của chính cái đơn vị mình. Cái thứ ba tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đó là chúng ta phải thực hiện cái việc đào tạo, bên cạnh cái việc là thực hiện các việc đào tạo như truyền thống trước đây thì sẽ mở thêm cả các cái nội dung. Tôi biết là hiện nay khoa xuất bản cũng đã có những cái chuyên đề, có những bộ môn liên quan đến xuất bản điện tử, và thời gian tới tôi nghĩ rằng phải có những bộ môn liên quan đến chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản. Cảm ơn ông Nguyễn Nguyên đã đến với chương trình của chúng tôi ạ. Sau sự kiện khai mạc Ngày sách Việt Nam 2021, lần đầu tiên một hội sách có tên là Hội sách xuyên Việt lan tỏa tri thức cũng vừa được khai mạc vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như tên gọi, đây không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau lan tỏa tri thức hay giá trị của văn hóa đọc, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu với những con người có niềm đam mê cháy bỏng đối với sách. Trong giới sưu tầm sách ở Sài Gòn, không ai là không biết đến cái tên Vũ Hà Tuệ. Xuất thân là dân kiến trúc, nhưng gia tài về sách của anh lại khiến bất cứ ai biết được cũng phải trầm trồ. Đa phần đó là những cuốn sách xưa, bản đặc biệt giới hạn, có thủ bút của các nhà văn, người nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Vậy nhưng khi được hỏi tới, không bao giờ anh nhận mình là một tay chơi sách có tiếng, mà chỉ khiêm tốn nhận là một người yêu sách. Theo mình là một cái thói quen khi nó tiếp cận từ nhỏ, dần dần nó quen thì nó sẽ yêu thích sách. Thì cũng như hồi xưa ba mình hay đọc sách này kia, thì hồi nhỏ mình tiếp cận thì từ đầu mình không có cái ý định đó là sưu tầm, mà vấn đề là hồi đó mình mua sách về đọc. Kể cả những sách mới này mình mua về mình đọc thì nó thành thói quen. Tương tự với những người có sở thích sưu tầm sách bản đặc biệt, thì có lẽ nhiều năm qua,
cũng đã không còn xa lạ gì với quán sách mùa thu. Nhỏ bé nhưng riêng biệt giữa không gian xanh tươi của đường sách, đây vẫn là nơi lui tới của nhiều trái tim đồng điệu với cách xưa. Tôi rất là yêu sách, ở nhà cũng có một cái thư viện riêng và cũng thường xuyên sưu tầm sách. Các nhà xuất bản bây giờ ra những cái bản đặc biệt, những cái bản giới hạn, đấy là một cái cuộc chơi rất là thú vị để dành cho những người chơi sách. Thì tôi cũng rất đam mê và cũng rất mong muốn được sở hữu những cái tác phẩm như vậy. Tình yêu sách, trong đó có thú chơi sưu tầm những cuốn sách bản đặc biệt, thực sự giờ đây đã được nâng tầm khi ngày càng có nhiều nhà xuất bản dám mạnh tay đầu tư nhiều hơn cho các ấn phẩm của mình. Bên cạnh đó là sự chung tay của không ít những startup trẻ. Ở họ không chỉ có tình yêu đối với sách, mà họ còn biết biến tình yêu đó thành hành động, tạo nên những sản phẩm cụ thể phù hợp với thời đại, giúp mang tri thức từ sách tới gần hơn với tất cả mọi người. Cái app chơi kit thì sẽ dùng tất cả những cái nhân vật ở trong đó đều là những con monster rất là thân thiện, màu sắc rất là sinh động để các bé thích trước đã. Sau đó cuốn sách nó sẽ có tương tác, ví dụ như lật một phát là có âm nhạc, có hình ảnh và các bé nghe giọng đọc hoặc là có chữ để các bé đọc theo. Sách nói tức là một cái hình thức rất là phù hợp cho những cái giới trẻ thành thị bận rộn hiện nay mà không tìm ra được cái thời gian để đọc sách. Sách nói là cái định dạng duy nhất mà có thể giúp mọi người đa nhiệm, làm việc đa nhiệm được, bởi vì khi mà ví dụ như khi lái xe, khi làm việc nhà thì rõ ràng là mọi người bận tay bận mắt, nhưng mà tai của mọi người thì vẫn có thể tiếp thu được nội dung. Tại sao chúng ta có thể chuyển đổi số cho tất cả các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn mà cái công tác quan trọng nhất xây dựng văn hóa cho đất nước thì quan trọng nhất là văn hóa đọc, thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển đổi số trong cái công tác xuất bản, trong các công tác phát hành. Chuyển đổi số đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, không riêng ngành xuất bản. Đây cũng chính là giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Như vậy, từ tình yêu thuần túy dành cho sách, tri thức từ sách đã và đang được kết nối và lan tỏa ngày càng nhiều hơn. Nhiều nghiên cứu đều chỉ ra sách, tri thức và sự phát triển của một quốc gia luôn là những đặc điểm đi song hành với nhau. Hay nói cách khác, một quốc gia phát triển là một quốc gia thích đọc sách. Tuy nhiên hiện nay, trong số các quốc gia đọc sách nổi tiếng trên thế giới như Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, vẫn chưa có tên của Việt Nam. Và chắc hẳn chặng đường gia nhập vào danh sách này cũng không hề dễ dàng. Nhất là khi so sánh với nước bạn là Malaysia, trung bình mỗi người dân của nước này đọc 12 cuốn sách một năm. Riêng con số này đã gấp 4 lần so với Việt Nam. Biết người, biết ta, để không ngừng củng cố niềm tin và nỗ lực. Đó có lẽ cũng chính là những điều mà Ban tổ chức của Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 cũng như những người làm sách nói chung tại Việt Nam muốn nhấn mạnh thông qua rất nhiều các hoạt động hưởng ứng, chào mừng đã, đang và sẽ được diễn ra từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 4. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.